Em rất hay sử dụng những cái ốp này. Đấy, cái ốp inox này để mạ chrome là đi dán lên cái vị trí chống này cho chống xước. Nhưng mà bây giờ các bác sử dụng cái dòng PPF nha các bác nhé. PPF là các bác dán này, thứ nhất là nó vẫn giữ nguyên cái màu sơn nguyên bản của xe, tăng độ bóng và nó có khả năng tự phục hồi. Thứ hai là không gây xước sáp, đặc biệt là các bác sử dụng cái ốp này nhé. Thì những cái khe kẽ này sau này các bác rửa xe này, bụi bặm nó chui vào trong này, các bác bóc đi, các bác tẩy này, các bác đánh ố rất là mệt luôn. Và điều đặc biệt là cái này khi người ta này, cái này nó rất là sắc luôn, mài người ta không không mài nhẵn đi, và nó bị kênh lên như này, nó chỉ bởi vì nó là dán 3M vào đây, thế nên là cái này các bác sử dụng một hai lần thôi, hoặc là các bác nhấm lên nó bị cong vênh ấy, là nó bật ra. Đặc biệt cái này rất nguy hiểm cho trẻ con, hoặc là mình vô tình mà cái chân mình hoặc tay mà cọ vào đây phát là đứt luôn. Bình thường như mấy anh em rửa xe mà cứ lau xe mà đến lúc mà lau qua vị trí này là rất hay bị đứt tay. Đấy, các bác nào mà có con nhỏ hoặc là trẻ con hay nghịch ngợm hoặc là đang sử dụng những cái dòng ốp như này thì các bác lưu ý nhé. Nếu mà nó hỏng rồi thì các bác có thể thay qua đánh bóng và mình dán này. Đây, vì các bác có thể thấy những cái vết như này, cạnh như này các bác không bao giờ vệ sinh sạch được. Các bác biết dán cái chống xước đấy ở đâu ạ? Các bác có thể qua cả là các bác nhé.